Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 39, phẩm thập địa thứ 26, thứ 10, Pháp Vân Địa. Na do tha chúng tịnh cư thiên, nghe các thắng hạnh trong địa này, tâm hoan hỷ nhảy múa trên không, thảy đều kiên thành cúng dường Phật. Tịnh cư thiên, còn có tên là Ngũ Tịnh Cư Thiên, là nơi sinh về của các bậc thánh chứng quả bất hoàn, đệ tứ thiền thuộc về sắc giới. Chỉ có thánh nhân ở, không có các loài nào khác nữa. Cõi trời này có 5 nơi. 1. Vô phiền thiên, nơi không có tất cả mọi tạp phiền. 2. Vô nhiệt thiên, nơi không có tất cả mọi nhiệt não. 3. Thiện hiện thiên, nơi hay hiện thắng pháp. 4. Thiện kiến thiên, nơi hay thấy thắng pháp. 5. Sắc cứu kính thiên, nơi sắc thiền tối thắng. Thiên chúng của cõi tịnh cư thiên rất nhiều, không thể thống kê được. Na do tha là một trong 16 số mục lớn của Ấn Độ, ý nghĩa là không biết được chính xác số mục. Những vị thiên chúng đó, Ngài Bồ Tát Kim Cang Tạng nói cảnh giới thắng hạnh của cửu địa và sự biểu hiện thực tại của Bồ Tát cửu địa phát tâm tinh tấn tu hành, cùng với sự thành tựu quả vị thù thắng, thần thông diệu dụng, đủ thứ các thắng hạnh rồi. Trong tâm họ hoan hỷ vui mừng đến cực điểm, nên mọi người đều nhảy múa. Tịnh cư thiên vốn ở trong hư không, do công đức tịnh nghiệp của người trời mà thần thông hóa hiện ra một cõi trời an lạc, chẳng có sự giới hạn, cũng chẳng có một thật thể. Thiên chúng hoan hỷ nhảy múa, vạn phần kiền thành cung kính, dùng tâm ý rất khẩn thiết biểu hiện sự cúng dường chư Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni, Tỳ Lô Giá Na Phật và mười phương ba đời chư Phật Thế Tôn. Chúng Bồ Tát không thể nghĩ bàn, cũng ở trong không đại hoan hỷ, đều thắp hương duyệt ý tối thượng, xông khắp chúng hội khiến thành tịnh. Lúc đó không những thiên chúng của trời tịnh cư hoan hỷ nhảy múa, mà chúng Bồ Tát trong pháp hội này đến từ mười phương cõi nước, không cách gì biết được Bồ Tát số bao nhiêu, trừ Phật dùng Phật nhãn quán cũng không biết được có bao nhiêu, cho nên nói chúng Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Tuy các ngài có định lực như như bất động, rõ ràng sáng suốt, nhưng lúc đó cũng bị tâm hoan hỷ dao động mà nhảy múa trong hư không. Đồng thời các ngài đều thắp lên hương thơm chân quý tối thượng, mùi thơm của hương đó khiến cho người ngửi được tâm rất sung sướng, mỗi vị người trời và Bồ Tát thân tâm đều thanh tịnh. Tự tại thiên vương và thiên chúng, vô lượng ước số tại hư không, khắp dài y trời cúng dường Phật, trăm ngàn vạn thứ Phật phới rơi. Lúc đó thiên vương của cõi trời đại tự tại và thiên chúng cõi trời đại tự tại cũng nhiều vô lượng ước số. Họ cũng nhảy múa ở trong hư không, dùng y trời quý báu để cúng dường chư Phật. Có trăm vạn thứ y trời rơi xuống từ trong hư không, giống như trời mưa hoa báu phất phới rơi xuống. Bất quá đây là trời mưa y báu phất phới rơi xuống. Thiên chúng thể nữ vô lượng số, thể đều hân hoan cúng dường Phật, đều tấu đủ thứ âm nhạc hay, đều dùng lời này để khen ngợi. Lúc đó chư thiên, trời tịnh cư, trời đại tự tại, còn có các thiên nữ cõi trời khác cũng không biết số là bao nhiêu. Họ hoan hỷ nhảy múa diễn tấu âm nhạc hay nhất, hợp sướng vang ra âm thanh rất hòa nhã, dùng để biểu hiện cúng dường chư Phật và cũng dùng kệ tán thán khen ngợi mười phương chư Phật. Thân Phật an tọa một cõi nước, tất cả thế giới đều hiện thân, thần tướng đoan nghiêm vô lượng ức, pháp giới rộng lớn đều đầy khắp. Các thiên nữ tán thán khen ngợi vô lượng công đức của Phật, tướng tốt thủ thắng vì diệu, phước huệ đầy đủ. Thân Phật an nhiên tĩnh tọa ở trong một cõi nước. Kỳ thật, khi mỗi vị Phật ra đời thị hiện thành đạo, thì chẳng phải chỉ trong một nước mà tất cả những thế giới khác cũng đồng thời thị hiện thành Phật, hiện hiện tướng trạng thành đạo. Thân tướng khi Phật thị hiện thành đạo, thì đoan nghiêm vô thượng, tướng tốt vô lượng, ức khó có thể hình dung hết được. Trong các cõi nước rộng lớn vô biên, tận cùng pháp giới, chẳng có một hạt bụi nào mà chẳng đầy khắp thân Phật tướng tốt đoan nghiêm, cho nên nói pháp giới rộng lớn đều đầy khắp. Nơi một lỗ lông phóng quang minh, diệt khắp tối phiền não thế gian, hạt bụi cõi nước biết được số, số quang minh này không dò được. Trong mỗi lỗ lông trên thân Phật đều phóng đại quang minh, mỗi mỗi quang minh lại hóa ra vô lượng quang minh lại không lìa khỏi một quang minh. Cho nên nói là đại quang minh, diệu dụng của quang minh này là diệt trừ khắp phiền não đen tối của thế gian. Chúng sinh thấy được quang minh này thì phá trừ đen tối lớn nhất của họ là tham sân si,
chẳng còn tham sân si thì chẳng còn phiền não, chẳng còn phiền não thì chẳng còn đen tối, tức là ánh sáng, tức là thân Phật đầy khắp pháp giới. Hạt bụi trong cõi nước mười phương thế giới có thể tính đếm được rõ ràng, nhưng đối với quang minh của chư Phật phóng ra, rốt ráo có bao nhiêu, rốt ráo có thể chiếu bao xa, rốt ráo chiếu sáng bao nhiêu nơi, chẳng có ai có thể biết được. Chẳng có ai có thể dùng ví dụ nói ra được rõ ràng, cả không thể trắc lượng được nó. Hoặc thấy Như Lai đủ các tướng, chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng, hoặc thấy du hành các cõi Phật, hoặc thấy tịch nhiên an bất động. Phật xuất hiện ra đời, thị hiện tướng trạng tùy theo phẩm loại chúng sinh mà thấy khác nhau. Có chúng sinh nhìn thấy Phật đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đang ở đó chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng, giáo hóa chúng sinh. Hoặc có chúng sinh lại thấy Phật du hành đến mười phương cõi nước chư Phật, làm đại Phật sự. Hoặc có chúng sinh nhìn thấy Phật đang an nhiên tĩnh tọa ở đó, an ổn bất động. Hoặc hiện ở cùng trời đầu xuất, hoặc hiện hạ sinh vào thai mẹ, hoặc hiện trụ thai hoặc xuất thai, đều khiến thấy trong vô lượng cõi. Hoặc có chúng sinh nhìn thấy Phật ở tại cùng trời đầu xuất, đang ở đó hậu bổ Phật vị. Hoặc có chúng sinh nhìn thấy Phật sắp hàng sinh xuống nhân gian, ở tại đó quan sát nhân duyên, tìm dòng dõi sinh vào và tuyển chọn một người có đại phước đức căn lành để làm Phật mẫu cho ngài thị hiện. Sau đó nhập vào thai mẹ, trụ thai 10 tháng, xuất thai, đứng trạng hoàn toàn hợp với người thường sinh ra. Vì bổn ý của Phật là muốn cho người thế gian biết Phật cũng là một người phàm, trải qua tu hành Phật đạo mà sau đó chứng ngộ, thành vị Phật công đức căn lành viên mãn đầy đủ. Ở trong kinh điển tuy nói là Phật thừa nguyện trở lại, nhưng tám tướng thành đạo là thị hiện cho chúng sinh thấy. Khi ngài ở trong thai mẹ vẫn truyền đại pháp luân, vì tất cả chúng sinh quỷ thần thuyết pháp làm đại Phật sự. Đó là cảnh giới của Bồ Tát, thần thông diệu dụng của Phật. Đối với lối nói này, bất tất phải đi nghiên cứu, cũng không cần sinh hoài nghi. Đây chẳng phải điều mà phàm phu hiểu được. Phật thị hiện các thứ hiện tượng trên, chẳng giới hạn trong một cõi nước. Ngài khiến cho hết thảy chúng sinh trong cõi nước chư Phật mười phương đều thấy được. Hoặc hiện xuất gia tu thế đạo, hoặc hiện đạo tràng thành chánh giác, hoặc hiện thuyết pháp hoặc niết bàn, khiến các mười phương thầy đều thấy. Có chúng sinh nhìn thấy Phật thị hiện tướng một vị xuất gia tỳ kheo, ngài đang ở tại thế gian tu đạo khó nhẫn nhục, đạo khó hành, tức cũng là đạo chúng sinh khó tin. Hoặc lại thấy Phật ở trong đạo tràng của cõi nước nào đó, ngồi trên kim cang tòa dưới cội bồ đề thành chánh giác, chứng đạo thành Phật. Hoặc lại thấy Phật hiện thân đang thuyết pháp giáo hóa các đại Bồ Tát, hoặc lại thấy Phật thị hiện sắp và niết bàn. Các tướng ở trên là tướng trạng, tám tướng thành đạo, một đời của Phật. Phật dùng thần thông diệu dụng công đức thành tựu của ngài, khiến cho chúng sinh khắp mười phương thế giới thầy đều nhìn thấy được những cảnh giới này. Mỗi chúng sinh đều cảm thấy Phật đối với mình thuyết pháp cũng giống như mặt trời chiếu sáng khắp thế giới, khiến cho hết thầy hữu tình vô tình đều cảm thấy mặt trời đang chiếu lên thân của mình, cũng đồng một đạo lý. Ví như huyễn sư biết huyễn thuật, ở trong đại chúng làm nhiều việc, trí huệ Như Lai cũng như thế, ở trong thế gian hiện thân khắp. Ở trước nói về tám tướng thành đạo, chuyển bánh xe chánh pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh đủ thứ tướng trạng, giống như nhà huyễn thuật. Nhà huyễn thuật hiểu biết được pháp ảo thuật, dùng thủ pháp hư huyễn không thật, ở trước mặt đại chúng biến hóa ra rất nhiều sự vật mê hoặc tai mắt người. Phật giáo hóa chúng sinh cũng giống như nhà huyễn thuật, thị hiện tướng trạng tám tướng thành đạo để vì chúng sinh thuyết pháp, hy vọng chúng sinh thấy rồi có thể bỏ mê về với giác ngộ. Các vị, đối với chúng sinh thuyết pháp không chỉ có Phật và pháp sư ở trước mặt. Ý mà tôi nói ra những lời này là muốn cho các vị biết rằng vạn sự vạn vật trong trời đất đâu chẳng phải là đang thuyết pháp. Hữu tình nói pháp hữu tình, người thiện nói pháp thiện, người chánh nói pháp chánh, dạy người tu thập thiện học bát chánh đạo trong nhân lành được quả lành, người ác nói pháp ác, người tà nói pháp tà, kẻ giết người nói pháp giết người, kẻ phóng hỏa nói pháp phóng hỏa, làm 10 điều ác thì đọa vào 3 đường ác, súc sinh ngạ quỷ địa ngục, trồng nhân ác được quả ác, khiến cho người thấy rồi sinh tâm hối cải, bỏ tà về chánh, bỏ vọng về chân. Con kiến ở tại đây nói pháp con kiến, khiến cho người thấy rồi minh bạch đoàn kết là sức mạnh. Có nhiều con vật nhỏ sở dĩ có thể đề kháng lại động vật lớn là vì chúng có sức đoàn kết. Con muỗi nói pháp con muỗi, nó nói nó kiếp trước vì quá tham tài vật của người, bất chấp thủ đoạn
đời này tuy biến làm con muỗi phải hút máu người. Hoa cỏ cây cối, núi đá vô tình cũng đang nói pháp, tuy nó không thể nói được tiếng người. Nhưng mùa xuân sinh ra, mùa hạ sinh trưởng, mùa thu lá rơi, mùa đông tàng giữ mầm mới cho năm tới. Truyền giác thì do quán biến hóa của vạn vật mà ngộ đạo. Ngày xuân quán trầm hoa nở, thu ngắm lá vàng rơi, nếu chẳng phải vạn vật đang ở đó nói pháp, sao ngài có thể xúc cảnh mà khoát nhiên khai ngộ. Tất cả hết thầy đều là biểu lộ trí huệ bát nhã. Nếu đạt đến được cảnh giới này thì sẽ thấu rõ vạn vật đều đang diễn nói diệu pháp đối với bạn. Lúc đó còn có phiền não gì để nói, lại có phiền não gì để sinh ra. Do đó vạn vật tĩnh quán giải tự đắc, tứ thời giải cảnh giữ nhân đồng. Nghĩa là yên tĩnh ngắm nhìn vạn vật đều tự có, bốn mùa cảnh đẹp hòa đồng với con người. Chẳng có gì để lưu luyến, chẳng có gì mà buông bỏ chẳng được. Thân bằng quyến thuộc, tài sản danh vọng thế lực, một khi vô thường đến chẳng có gì mang theo được. Hôm nay nói pháp, ngày mai nói pháp, ngày nói đêm nói, kỳ thật lại có pháp gì để nói. Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tăng pháp. Nghĩa là pháp pháp vốn không pháp, không pháp pháp cũng pháp. Này lúc truyền không pháp, pháp pháp chưa từng pháp. Những lời này là đối với bậc thánh thượng trí mà nói, cũng là bậc thánh thượng trí có trí huệ mới ngộ vào được. Trí huệ của Như Lai, thần thông diệu dụng cũng giống như nhà huyễn thuật, tại thế gian mười phương cõi nước, thần tướng của ngài thị hiện khắp. Phật trụ chân pháp tánh thầm sầu, tịch diệt vô tướng đồng hư không, mà ở trong đệ nhất thật nghĩa, thị hiện đủ thứ những việc làm. Phật trụ ở trong pháp tánh chân thật thâm sâu, tịch nhiên bất động, rõ ràng sáng suốt, đứng gì cũng chẳng có, giống như hư không. Cho nên nói thân Phật đầy khắp hư không, đây là chỉ pháp thân của Phật mà nói. Chân pháp tánh thâm sâu tức là diệu hữu, chân không chẳng ngại diệu hữu chẳng ngại chân không bổn lai chẳng không, diệu hữu bổn lai phi hữu, chân không thì lìa tướng bạt lời. Đệ nhất thật nghĩa tức là chân thật nghĩa, tức cũng là đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất thánh nghĩa đế. Phật ở trong chân thật nghĩa đế thì hiện đủ thứ diệu hữu, làm những sự lý đều là lìa tướng bạt lời. Những việc làm lợi ích chúng sinh đều y pháp tánh mà có được, tướng và vô tướng không khác biệt, vào nơi rốt ráo đều vô tướng. Vì Phật từ bi tha thiết chẳng buông bỏ chúng sinh, ngài nhiếp hết pháp môn phương tiện khéo léo đối với chúng sinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, độ chúng sinh thoát biển khổ. Đây có thể ví dụ như tâm mẹ hiền trên thế gian, tuy nhiên con cái đều đã trưởng thành mà vẫn xem như con trẻ, ăn uống nóng lạnh vẫn thường lo lắng. Cho nên nói tấm lòng người mẹ là chỉ tâm từ bi mà nói. Phật cũng giống như người mẹ hiền, thời khắc đều chú ý đến lợi ích chúng sinh, chưa bao giờ tính xem chúng sinh phản ứng thiện ác đối với ngài. Dù chúng sinh do tạo ác nghiệp mà đọa vào địa ngục, Phật cũng vào địa ngục để cứu độ họ, khuyên chúng sinh phát bồ đề tâm cải ác hướng thiện. Tâm của Phật như vậy, tất cả sự việc lợi ích chúng sinh đều y chiếu theo bổn thể pháp tánh chân như thật tướng mà làm. Tướng và vô tướng vốn chẳng có gì phân biệt, tất cả đều là hư vọng. Nếu đạt đến cảnh giới nguồn gốc rốt ráo thì tự nhiên tức tướng lìa tướng, tức không lìa không. Nếu ai muốn được Như Lai trí phải lìa tất cả vọng phân biệt, có không thông đạt đều bình đẳng, sớm làm đại đạo sư trời người. Nếu như có người nghĩ muốn đắc được trí huệ giống như Phật thì phải lìa khỏi tất cả vọng niệm, một niệm không sinh. Nếu có thể một niệm không sinh thì toàn thể quang minh trí huệ sẽ hiện hiện ra. Nếu sáu căn hốt động sinh khởi vọng niệm thì giống như đám mây che lấp mặt trời, trí huệ quang minh tức cũng là tự tánh. Tự tánh bị che thì biến thành vô minh. Ý nghĩa vô minh tức là tưởng phân biệt, tưởng biết mà sở đắc đều là vọng phân biệt, chỗ biết là tà kiến điền đảo trái với tự tánh. Nếu như đối với đạo lý có không đều thông đạt minh bạch, biết tức hữu vi, tức vô vi, tức vô vi, tức hữu vi, đạo lý tương đối này thì tự nhiên sẽ thông đạt có không là bình đẳng, không có là bình đẳng, thị phi là bình đẳng, thiện ác là bình đẳng. Minh bạch được vấn đề căn bản này thì sớm sẽ làm đại đạo sư của trời người, tức cũng là chứng được quả vị Phật, thành Phật. Vô lượng vô biên chúng thiền nữ khen ngợi đủ thứ lời lẽ rồi, thần tâm tịch tĩnh đều an lạc, chiêm ngưỡng Như Lai đứng yên lặng. Các thiền nữ nhiều không thể nào tính đếm được, dùng các thứ lời lẽ và âm thanh khác nhau
tán thán khen ngợi chư Phật rồi, họ rất hoan hỉ nhảy múa, thần tâm của họ chuyển thành tịch nhiên an lạc, đứng yên lặng chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật. Tức thời Bồ Tát giải thoát nguyện, biết các chúng hội đều yên lặng, hướng Kim Cang Tạng mà thỉnh rằng: bậc đại vô ý chân Phật tử. Khi đại chúng đều yên lặng thì Bồ Tát giải thoát nguyện liền biết nguyên nhân đại chúng giữ yên lặng trong pháp hội là vì muốn nghe Bồ Tát Kim Cang Tạng tiếp tục sẽ nói pháp môn vô thượng của địa thứ 10 Pháp Vân Địa. Do đó ngài bèn hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng thỉnh pháp, nói: ngài là vị Bồ Tát đại vô ý, ngài là chân chánh đệ tử Phật, từ miệng Phật sinh ra, từ địa thứ 9 vào thập địa, hết thảy công đức các tướng hạnh cùng với thần thông việc biến hóa, xin bậc thông huệ hãy tuyên nói pháp môn từ địa thứ 9 tiến vào pháp môn địa thứ 10, trong đó phải tụ tập công đức và tướng trạng tu hành, đủ thứ sự du hí thần thông và tất cả biểu hiện biến hóa sự vật. Hy vọng ngài là vị Bồ Tát thông minh có trí huệ, vì chúng tôi sẽ nói giải thoát, khiến cho chúng tôi biết pháp môn thập địa mà chứng được quả vị thập địa. Bấy giờ, đại Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát giải thoát nguyện rằng: Phật tử, đại Bồ Tát từ sơ địa cho đến địa thứ 9, dùng vô lượng trí huệ quan sát giác ngộ rồi, kéo tư duy tu tập, kéo đầy đủ pháp trắng, tích tập vô biên pháp trợ đạo, tăng trưởng đại phước đức trí huệ, rộng thực hành đại bi, biết thế giới khác biệt, vào rừng rậm cõi chúng sinh, vào nơi thực hành của Như Lai, tùy thuận hạnh tịch diệt của Như Lai, thường quan sát lực vô sở úy pháp bất cộng của Như Lai, gọi là đắc được trí nhất thiết chủng, nhất thiết trí, thọ chức vị. Khi Bồ Tát giải thoát nguyện hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng thỉnh pháp, nói sự hy vọng của đại chúng pháp hội rồi, lúc đó đại Bồ Tát Kim Cang Tạng bèn nói với Bồ Tát giải thoát nguyện: Phật tử, ông biết đại Bồ Tát tu hành đủ thứ pháp môn, tích tập đủ thứ căn lành, từ sơ địa, hoàn hỷ địa, trải qua quá trình từng địa đến địa thứ 9, giống như đã nói ở trên, là dùng vô lượng đại trí huệ, luôn luôn quan sát tướng tâm của tất cả chúng sinh, hoàn toàn đều minh bạch rồi, lại siêng năng không giải đãi, khéo suy ngẫm pháp thâm sâu vi diệu mà chư Phật đã nói, phát đại bồ đề tâm như lý tu tập, lại cầu viên mãn đầy đủ tất cả pháp lành, chẳng có sự nhiễm ô, chẳng những biểu hiện thanh tịnh trên hành vi, mà phải thật sự chân chánh thanh tịnh ở trong nội tâm, đó mới là viên mãn pháp trắng tịnh, lại còn phải tích tụ vô lượng vô biên pháp môn trợ giúp thành đạo, mới có thể tăng trưởng đại phước đức đại trí huệ được, khắp rộng thực hành đại bi, thương xót tất cả chúng sinh thọ khổ, biết chỗ khác biệt trong mười phương thế giới, và sâu cõi chúng sinh, biết tất cả chúng sinh đều ở trong rừng rậm phiền não thọ khổ thọ nạn, chứng được quả vị của Phật tu hành đắc được, luôn luôn tùy thuận chư Phật tu tập hạnh môn tịch diệt, thường quan sát 10 lực 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng của Phật, đó gọi là đại trí huệ nhất thiết chủng trí huệ, đại trí huệ trong nhất thiết trí huệ, mà còn thọ chức vị quán đảnh của Bồ Tát. Phật tử, đại Bồ Tát nhờ trí huệ như vậy vào bậc thọ chức rồi, liền đắc được tam muội Bồ Tát ly cấu, tam muội vào pháp giới khác biệt, tam muội trang nghiêm đạo tràng, tam muội tất cả thứ hoa quang, tam muội hải tạng, tam muội hải ấn, tam muội cõi hư không rộng lớn, tam muội quán tự tánh tất cả các pháp, tam muội biết tâm hạnh tất cả chúng sinh, tam muội tất cả Phật đều hiện tiền, trăm vạn a tăng kỳ tam muội như vậy đều hiện ra ở trước. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: đại Bồ Tát trong các Bồ Tát, ngài đắc được đại trí đại huệ như đã nói ở trên, vào địa thứ 10 Pháp Vân Địa thọ chức vị Bồ Tát rồi, liền đắc được tam muội liền tất cả cầu nhiễm của Bồ Tát, lại đắc được tam muội vào hết thảy pháp giới khác nhau, lại đắc được tam muội trang nghiêm đạo tràng, lại đắc được tam muội hết thảy hoa phóng quang, lại đắc được tam muội hải tạng, lại đắc được tam muội hải ấn phát quang, lại đắc được tam muội rộng lớn như hư không, lại đắc được tam muội và sâu tự tánh các pháp, lại đắc được tam muội biết tâm ý và hành vi của tất cả chúng sinh, lại đắc được tam muội mười phương chư Phật đều hiện ra ở trước, đủ thứ tam muội như vừa nói ở trên, nhiều hàng trăm vạn a tăng kỳ đều hiện ra ở trước mặt. Bồ Tát ở nơi tất cả tam muội này, hoặc vào hoặc khởi đều được khéo léo, cũng khéo biết rõ tất cả tam muội sở tác khác biệt. Tam muội cuối cùng tên là thọ nhất thiết trí thắng chức vị. Khi tam muội này hiện tiền thì có hoa sen báu lớn đột nhiên xuất hiện. Hoa sen rộng lớn đó lớn bằng trăm vạn ba ngàn đại thiên thế giới, dùng các báu đẹp sen tạp trang nghiêm, đẹp hơn tất cả cảnh giới thế gian, do căn lành xuất thế sinh ra, biết các pháp tánh như huyễn, các hành làm thành, luôn phóng quang minh chiếu khắp pháp giới, chẳng phải chỗ chư thiền có được.
tỳ lưu ly ma ni báu làm cọng, trên đàn vương làm đài, ma não làm tua, vàng diêm phù đàn làm lá. Hòa đó thường có vô lượng ánh sáng, các báu làm tạng, lưới báu răng tre, có các hoa sen nhiều như hạt bụi, 10 tam thiên đại thiên thế giới làm quyến thuộc. Khi Bồ Tát từ địa thứ 9 tiến vào địa thứ 10 thì Ngài chứng được tất cả tam muội, chánh định, chánh thọ, đều đã phương tiện khéo léo, vận dụng tự như. Giả sử muốn vào tam muội nào, hoặc muốn sinh khởi tam muội nào, đều tùy tâm tự tại, Ngài cũng biết tất cả tam muội sinh ra thần thông diệu dụng thâm sâu, có tác dụng khác biệt nhau. Tam muội cuối cùng tên là thọ tất cả thủ thắng, trí huệ trích vị. Khi tam muội này hiện ra ở trước mặt Bồ Tát, thì có một đóa hoa sen báu lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bồ Tát. Đóa hoa sen này lớn bằng trăm vạn ba ngàn đại thiên thế giới. Nó khác với hoa sen thường. Hoa sen này dùng đủ thứ báu đẹp thượng hạng phối hợp với nhau làm thành. Trên hoa sen còn tạo ra rất nhiều sự vật tốt đẹp dùng để trang nghiêm, đẹp hơn tất cả cảnh giới thế gian. Người thế gian không thể nào tưởng tượng được, vì đây là do Bồ Tát thập địa trải qua vô lượng kiếp, tu tập tích lũy đủ thứ căn lành công đức mà sinh ra. Là Bồ Tát thập địa chứng ngộ các pháp đều hư huyễn, biết rõ tất cả pháp chẳng có bổn thể, là hết thảy Bồ Tát cùng nhau tu hành thiện nghiệp mà thành tựu. Đóa hoa sen lớn này thường phóng ra ánh sáng rực rỡ rộng lớn trước khắp mười phương pháp giới, chẳng phải chỗ chư thiền có được. Tua của hoa sen này dùng tỳ lưu ly ma ni báu làm thành, trên đàn vương tốt nhất trong trên đàn dùng làm đài, mã não làm tua, vàng diêm phù đàn làm lá. Hoa sen này thường phóng ra ánh sáng rực rỡ, hàm chứa rất nhiều báu vật, còn có lưới báu răng tre, bên ngoài còn có các hoa sen vây quanh, nhiều như hạt bụi 10 tam thiên đại thiên thế giới, dùng để làm quyến thuộc của hoa sen lớn này. Bấy giờ Bồ Tát ngồi lên tòa hoa sen này, thân tướng đều cân xứng với hoa, vô lượng Bồ Tát dùng làm quyến thuộc, đều ngồi trên những hoa sen khác, vây khắp chung quanh, mỗi vị đều đắc được trăm vạn tam muội, hướng về Đại Bồ Tát một lòng chiêm ngưỡng. Lúc đó thập địa Bồ Tát ngự trên hoa sen báu lớn đó, thân thể của Ngài đều cân xứng với hoa sen. Ngoài ra còn có các Bồ Tát nhiều không thể tính đếm được làm quyến thuộc của vị Bồ Tát này, đều ngồi trên hoa sen khắp bốn phía, vây quanh thập địa Bồ Tát và hoa sen báu lớn. Những vị Bồ Tát này cũng đều đã chứng được trăm vạn tam muội. Mọi người một lòng chuyên chú chiêm ngưỡng thập địa Bồ Tát ngự trên hoa sen báu lớn. Phật tử Đại Bồ Tát này với quyến thuộc của Ngài, khi ngồi trên tòa hoa sen thì hết thảy quang minh cùng với lời lẽ đều đầy khắp mười phương pháp giới, tất cả thế giới thảy đều chấn động, đường ác dừng lại, cõi nước nghiêm tịnh. Bồ Tát đồng hành đều phân tập đến, âm nhạc trời người đồng thời vang lên, hết thảy chúng sinh đều được an lạc, đem bất khả tư nghị đồ cúng dường, dâng cúng tất cả chư Phật chúng hội thảy đều hiển hiện. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, vị thập địa Bồ Tát này và quyến thuộc của Ngài. Các vị Bồ Tát khác khi ngự trên tòa hoa sen thì tòa hoa sen đó phóng ra quang minh cùng với những lời của các ngài, phát ra âm thanh đầy khắp cùng mười phương pháp giới, hết thảy mười phương thế giới đồng thời đều chấn động, khổ hình ở trong ba đường ác cũng dừng lại. Mười phương cõi nước thanh tịnh trang nghiêm, các Bồ Tát đồng hành đã từng tu với nhau, chẳng có vị nào mà không đến pháp hội. Tại nhân gian và trên trời đồng thời tấu âm nhạc lên, trăm ngàn vạn thứ âm thanh đồng thời vang ra, hết thảy chúng sinh trong mười phương pháp giới đều cảm giác an ổn khoái lạc, đem bất khả tư nghị phẩm Phật thượng hạng cúng dường chư Phật mười phương ba đời. Và trong pháp hội đạo tràng của mười phương chư Phật đều hiện hiện ra đóa hoa sen báu lớn này và pháp tướng trang nghiêm của các Bồ Tát. Phật tử khi Bồ Tát này ngự trên tòa hoa sen lớn đó thì ở dưới hai bàn chân phóng ra trăm vạn a tăng kỳ quang minh chiếu khắp các đại địa ngục trong mười phương để diệt trừ khổ của chúng sinh. Nơi hai đầu gối phóng ra trăm vạn a tăng kỳ quang minh chiếu khắp các cõi súc sinh trong mười phương để diệt trừ khổ của chúng sinh. Nơi rốn phóng ra trăm vạn a tăng kỳ quang minh chiếu khắp cõi diêm la trong mười phương để diệt trừ khổ của chúng sinh. Từ hai bên hông phóng ra trăm vạn a tăng kỳ quang minh chiếu khắp tất cả cõi người trong mười phương để diệt trừ khổ của chúng sinh. Từ trong hai tay phóng ra trăm vạn a tăng kỳ quang minh chiếu khắp tất cả chư thiên trong mười phương và hết thảy cung điện của Atula. Từ hai vai phóng ra trăm vạn a tăng kỳ quang minh chiếu khắp tất cả thanh văn trong mười phương. Nơi cổ và lưng phóng ra trăm vạn a tăng kỳ quang minh chiếu khắp thần Bích Chi Phật trong mười phương. Nơi mặt phóng ra trăm vạn a tăng kỳ quang minh chiếu khắp thần Bồ Tát từ sơ phát tâm
cho đến Cửu Địa Bồ Tát. Từ giữa lông mày phóng ra trăm vạn A Tăng Kỳ quang minh, chiếu khắp thọ trước Bồ Tát trong mười phương, khiến cho cung điện ma đều không hiện được. Từ trên đỉnh đầu phóng ra trăm vạn A Tăng Kỳ quang minh, nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới, chiếu khắp tất cả đạo tràng chúng hội chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Khi vị thập địa Bồ Tát này ngự trên tòa hoa sen bao lớn đó, thì ở dưới hai bàn chân của Ngài phóng ra trăm vạn vô lượng số quang minh. Quang minh đó chiếu đến các đại địa ngục trong mười phương thế giới. Nơi nào có quang minh đó chiếu đến, thì sẽ diệt trừ sự thống khổ, chịu khổ hình của chúng sinh trong địa ngục. Lại ở hai đầu gối phóng ra trăm vạn vô lượng số quang minh, chiếu khắp đến tất cả có súc sinh trong mười phương thế giới, diệt trừ thống khổ của chúng sinh trong đường súc sinh. Lại ở nơi rốn của Ngài phóng ra trăm vạn vô lượng số quang minh, chiếu khắp đến Diêm La Vương trong mười phương thế giới, diệt trừ sự thống khổ của ngạ quỷ. Lại từ hai bên hông của Ngài phóng ra trăm vạn vô lượng số quang minh, chiếu khắp đến cõi người trong mười phương thế giới, diệt trừ sự thống khổ chịu nạn của con người. Lại từ hai tay phóng ra trăm vạn vô lượng số quang minh, chiếu khắp đến các bậc thanh văn trong mười phương thế giới, khiến cho họ phá vô minh hiển pháp tánh. Lại từ cổ và lưng của Ngài phóng ra trăm vạn vô lượng số quang minh, chiếu khắp đến các bậc bích chi Phật trong mười phương thế giới, khiến cho họ phát tâm đại thừa. Lại từ trên mặt của Ngài phóng ra trăm vạn vô lượng số quang minh, chiếu khắp đến Bồ Tát Sơ Phát Tâm cho đến các vị Bồ Tát Cửu Địa trong mười phương thế giới. Lại từ giữa lông mày phóng ra trăm vạn vô lượng số quang minh, chiếu khắp đến thọ trước Bồ Tát trong mười phương thế giới, đại sĩ thọ quán đại vị. Quang minh đó là do sức oai đức của Đại Bồ Tát, nơi nào được chiếu đến thì tất cả cung điện của Ma Vương đều bị che khuất, không thể hiển hiện được. Lại từ trên đảnh môn của Ngài phóng ra trăm vạn vô lượng số quang minh, nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới, chiếu khắp đến các hội đạo tràng của chư Phật trong mười phương thế giới. Thập địa Bồ Tát phóng ra đại quang minh, chiếu khắp cùng mười phương pháp giới. Trong mười phương pháp giới chẳng có một chỗ nào mà chẳng có quang minh chiếu đến. Nhiễu bên phải mười vòng rồi trụ ở trong hư không thành lưới quang minh tên là xí nhiên quang minh, sinh ra đủ thứ đồ cúng dường để cúng dường chư Phật. Các Bồ Tát khác từ sơ phát tâm cho đến cửu địa hết thảy đồ cúng dường không bằng được, trăm phần chẳng bằng một, cho đến toán số ví dụ cũng không bằng được. Lưới quang minh đó ở trước mỗi chúng hội của Như Lai trong mười phương mưa xuống các hương thơm, tràng hoa y phục, tràng phan lọng báu, các đồ trang nghiêm mani dùng để cúng dường đều do căn lành xuất thế sinh ra hơn hẳn tất cả cảnh giới thế gian. Nếu có chúng sinh thấy biết sự việc này thì đều đắc được không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đại quang minh vừa nói ở trên chiếu khắp mười pháp giới rồi nhiễu quanh bên phải pháp hội mười vòng, rồi dừng lại ở trong hư không phía trên đạo tràng, kết thành lưới đại quang minh. Lưới quang minh đó tên là xí nhiên quang minh. Lúc đó thập địa Bồ Tát lại phát tâm làm các thứ Phật sự cúng dường, tài cúng dường, pháp cúng dường, dùng để cúng dường mười phương chư Phật và Phật Thích Ca Mâu Ni.